Các bạn đang nghe truyện trùng sinh thường ngày tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 93, chụp ảnh. Hai người buổi tối ăn xong quán thịt nướng, muốn làm gì, đáp án không cần nói cũng biết. Quả nhiên như Khương Ninh dự đoán, Nghiêm Ba cùng nữ sinh tay trong tay đi vào khách sạn, trong lúc đó, tay Nghiêm Ba không thành thật sờ loạn. Những hình ảnh này, Khương Ninh đều chụp lại. Hắn cách không đánh ra một đạo hạt giống linh thức, ấn lên người cô gái bối cảnh của hai người biến mất trong khách sạn trong nháy mắt này khương ninh đã cho khách sạn và bọn hắn một cái miêu tả chi tiết xong chuyện khương ninh liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người cùng với việc hai người vào khách sạn sẽ làm gì khương ninh bây giờ đều có thể trực tiếp gửi ảnh cho giáo viên quách nhiễm tin rằng sau khi xem quách nhiễm tuyệt đối sẽ không để ý đến nghiêm ba nữa nhưng hắn cũng không làm như vậy mà là lựa chọn một phương pháp khác cho giáo viên quách nhiễm ghi nhớ thật lâu tránh về sau lại chọn người đàn ông như vậy khương ninh mở tao bao chi hai ngàn tệ đặt mua một chiếc máy in ảnh có trò hay để xem hắn nghĩ như vậy cha mẹ của nữ sinh kiếp trước có thể đánh cả quách nhiễm có thể thấy được không phải người dễ đối phó giữa trưa hôm sau khương ninh sau khi ăn xong nói với tiết nguyên đồng ngươi rửa bát đi ta ra ngoài một chuyến nếu như ta về muộn không cần đợi ta hắn trở lại phòng của mình máy in mua qua mạng được chuyển phát nhanh như gió tốc độ rất nhanh đã đến đang đặt trên bàn sách trên bàn có một phong bì màu vàng đó là ảnh chụp mà khương ninh in ra bên trong chứa ảnh chụp chung của nghiêm ba và cô gái cùng với thông tin hành động của nghiêm ba hai ngày nay nghiêm ba sẽ đúng giờ đến tứ trung tìm giáo viên hóa học quách nhiễm vào buổi chiều khương ninh cầm phong bì lên thi triển nặc khí quyết theo linh thức truy tung một đường đi đến nội thành Trung tâm thành phố Vũ Châu có rất nhiều khu nhà cũ, qua vài năm sẽ bị phá bỏ, chủ nhà sẽ được bồi thường một khoản lớn, từ đó không lo cơm ăn áo mặc. Vị trí của hạt giống linh thức là ở một khu dân cư cũ kỹ sẽ bị phá bỏ sau 2 năm. Nhà ở nơi này cao khoảng 6, 7 tầng, không có thang máy, môi trường bình thường. Những người trẻ tuổi vì kết hôn, phần lớn mua nhà chung cư có thang máy, chuyển ra khỏi đây. Con đường nhỏ trong khu dân cư hẹp, đậu lung tung một số xe hơi chó mèo chạy trên đường. Tuy nhiên, cũng có chỗ tốt, so với nhà cao tầng, khu dân cư cũ có bầu không khí sinh hoạt dày đặc hơn một chút. Rất nhiều ông bà tụ tập cùng nhau chơi cờ tướng, đánh bài, chơi mạt trượt. Nơi xa truyền đến tiếng cãi nhau. Khương từ tiếng đến quan sát, chỗ cãi nhau vây quanh mười mấy người, Khương Ninh cao 178, không cần kiển chân cũng có thể nhìn rõ ràng. Ông bà lẫn nhau mắng chửi bằng những lời lẽ rác rưởi, nước bọc phun lên mặt đối phương, cảnh tượng rất kịch liệt khiến người ta nghi ngờ rằng dây tiếp theo sắp mất kiểm soát và đánh nhau nhưng mà từ đầu đến cuối không thể đánh nhau hai người cứ mắng mãi mắng mãi cho đến khi có đứa trẻ trong phòng hét lên mẹ đừng mắng nữa về nhà ăn cơm đi cuộc tranh cãi lúc này mới kết thúc đồ chó má tha cho ngươi một lần lần sau con chó nhà ngươi còn dám đuổi gà nhà ta thử xem ta trực tiếp chặt ăn lẩu bà lão bỏ lại một câu hung ác về nhà ăn cơm ông lão cũng thả vài câu hung ác, trở về ăn cơm trưa. Phương Ninh chưa thỏa mãn rời đi, hắn chậm rãi đi dọc theo khu dân cư, khoảng hơn 20 mét sau, dừng lại trước một tòa nhà. Hạt giống linh thức ở tầng 1, cửa phòng tầng 1 không đóng. Phương Ninh trực tiếp đi vào phòng, một gia đình ba người đang ăn cơm. Món ăn trên bàn không phong phú, chỉ đơn giản là một đĩa khoai tây sợi, một bát cải trắng xào, còn có một bình ớt ngâm của mẹ. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, trông có chút hung dữ, nữ chủ nhân thì dáng người béo tốt, tướng mạo khắc nghiệt. Cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chính là cô gái đã thuê phòng với nghiêm ba đêm hôm đó. Nàng trước mặt cha mẹ hoàn toàn là một bộ dáng cô gái ngoan ngoãn. Phương Ninh nắm chặt phong bì, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn thả phong bì vào nhà đối phương, nhất định sẽ gây ra tranh chấp gia đình rất lớn. Cô gái này cũng sẽ bị cha mẹ sỉ nhục nặng nề, thậm chí đánh đập một trận. Nhưng mà, Khương Ninh cũng không do dự, nếu như hắn không thả phong bì, vài tháng sau, nữ hài mang thai, đến lúc đó kết cục còn thảm hại hơn. Dù sao, cuối cùng nàng nhất định sẽ bị cha mẹ phát hiện, sớm một chút, bị tổn thương sẽ ít hơn một chút. Huống hồ, đối phương thảm hay không thảm, liên quan gì đến hắn Khương Ninh, hắn cười cười, linh lực chấn động, loại bỏ dấu vân tay trên phong bì. Công ngón tay búng ra, phong bì bay về phía cửa sổ. Cạch, một tiếng ai đập cửa sổ nhà ta người đàn ông phía sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ phong bì màu vàng rơi trên bệ cửa sổ hắn đi về phía bệ cửa sổ nghi ngờ cầm phong bì lên lắc lắc hai cái sau đó mở ra nhìn qua sắc mặt đột nhiên thay đổi nhìn thấy cảnh này khương ninh không còn quan tâm đến những gì xảy ra sau đó hắn quay trở lại con đường mà hắn đã đi kết quả đi được một nửa ông bà đã cãi nhau lúc trước bưng bát cơm đi ra trừng mắt nhìn nhau vài lần, lại bắt đầu mắng nhau. Có lẽ là lúc trước cãi nhau mệt mỏi, ăn cơm bổ sung khí lực, có sức, tiếp tục cãi nhau. Khương Ninh sau khi trở về nhà, Tiết Nguyên Đồng chống cùi chỏ lên bàn ăn, tay nhỏ nâng cầm, mắt chớp chớp nhìn sang. Khương Ninh, ngươi trở về. Tiết Nguyên Đồng vui vẻ nói, nàng đợi một hồi lâu. Còn tưởng rằng Khương Ninh sẽ không trở về nữa chứ. Ban đầu Tiết Nguyên Đồng chỉ chuẩn bị đợi 5 phút, nếu Khương Ninh không trở lại, nàng liền tự mình ăn cơm trước, hôm nay đồ ăn ngon toàn bộ về nàng, kết quả chờ có 3 cái 5 phút, Khương Ninh vẫn là không có trở về. Nàng một mực không động đũa. Sau đó, Tiết Nguyên đồng ý thức được chính mình có chút hưng phấn quá mức, lại lập tức tỉnh táo lại. Dựa vào cái gì hắn trở về ta muốn vui vẻ, nàng dùng ánh mắt kết bỏ nhìn Khương Ninh ra ngoài lâu như vậy, làm gì chứ, ta nhanh chết đói. Có chút việc, được rồi, ăn cơm đi. Hương Ninh nói. Tiết Nguyên đồng chỉ vào trên bàn thì cùng bác, ngươi trở về quá muộn, phạt ngươi sới cơm cho ta. Tốt. Hương Ninh không có ý kiến. Hừ. Hôm nay quả dứa lộc cộc thịt, chính xác chỉ cho ngươi ăn một cục. Tốt. Ngươi là cái máy đọc lại à? Tiết Nguyên đồng lại thử dò xét nói, hôm nay ngươi rửa chén. Hương Ninh nói, không tốt. Buổi chiều trước khi vào lớp Khương Ninh nhận được một cuộc điện thoại khiến hắn phấn chấn không ít. Thương nhân dược liệu thông báo, Trầm Hồn Hương, đã về hàng, tổng cộng khoảng 3 cân, hỏi Khương Ninh cần bao nhiêu. Giá, Trầm Hồn Hương, là 3.000 đồng một lạng, 3 cân tổng cộng 30 lượng, trị giá 9 vạn. Lần trước Khương Ninh bán hai thỏi vàng, thu được mười mấy vạn, đủ để mua hết, Trầm Hồn Hương. Trầm Hồn Hương có tác dụng tăng cường tu luyện thần thức rất lớn, không lâu nữa, thần thức của khương ninh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ có thể học được thần thức bí pháp tiểu phân thần đến lúc đó hắn có thể làm được nhiều việc hơn khương ninh trực tiếp chuyển chín vạn vào tài khoản của thương nhân dược liệu bảo hắn gửi hàng qua hệ thống chuyển phát nhanh cửa hàng dược liệu quy mô không nhỏ nằm trong chợ bán sĩ dược liệu sẽ không vì mấy vạn đồng mà đóng cửa bỏ trốn hơn nữa người có thể dễ dàng bỏ ra mấy vạn đồng thương nhân dược liệu sẽ hiểu rõ tài sản của đối phương chắc chắn không chỉ có vậy lớp 8 trường tứ trung sau tiết học thứ hai buổi chiều đang khải tuyền tìm đến mã sự thành với vẻ mặt khó chịu mã ca hôm trước ngươi cùng miêu triết đùa giỡn ngươi nói miêu triết không được lúc đầu ta cũng không để ý bây giờ ta thật sự muốn nói tên này thật sự đáng đánh mã sự thành nghe vậy lập tức phẫn nộ nói hôm qua hắn đi siêu thị nhỏ ta muốn lấy đồ trên tầng bảo hắn giúp ta mang chai nước kết quả thằng nhóc này hỏi ta không có chân sao mẹ kiếp nếu không phải mã ca ta hiền lành lúc đó đã đánh hắn rồi. Mã sự thành bây giờ nghĩ lại, vẫn còn tức giận. Đang khải tuyền hùng hổ nói, vừa rồi ta thấy hắn chơi điện thoại, chụp hắn một cái, giữa bạn học chung lớp chụp ảnh thôi, có gì đâu. Hắn ngược lại thì hay rồi, quay lại đánh ta, lực dùng còn mạnh, ta đưa tay ra đỡ, kết quả hắn cào bằng móng vuốt. Đang khải tuyền chỉ vào cổ, phía trên có hai vết máu. Mã sự thành vừa rồi không để ý, hắn nhìn thấy, lập tức nổi giận. Đang Khải Tuyền tiếp tục, hắn cào ta một cái, ta hỏi hắn, ngươi đùa thật sao? Ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói ta đáng chết. Mã sự thành kinh ngạc, cái thứ này là chó sao? Ngươi không đánh hắn. Ta đánh rồi, ta cho hắn một quyền, nếu không phải lớp trưởng bọn họ ngăn cản, ngươi xem ta đánh chết con chó này không? Đang Khải Tuyền nói với giọng khinh thường. Miêu Triết đeo kính, dáng người không cao, nếu không có ai ngăn cản, hắn có thể đánh hai cái tên miêu triết. Mã sự thành suy nghĩ một chút, nói, người này không được, sau này đừng chơi với hắn, không biết đùa giỡn. Chậm đã, miêu triết khiến mọi người tức giận, nhà trọ chúng ta thôi vũ nói, chiều nay muốn xử lý miêu triết. Mã sự thành nói, làm vậy không tốt lắm đâu. Trong lớp làm như vậy, có phải quá khó coi không? Đang khải tuyền tiếp tục, thôi vũ bọn họ đã quyết định rồi, việc này ta cũng không can thiệp được. Hắn tỏ vẻ hóng hớt. Đan Khải Tuyền nhìn về phía chỗ ngồi của Khương Ninh, nơi đó trống không, hắn hỏi Khương Ninh đâu? Hình như cùng cảnh lộ ra ngoài rồi. Mã Sự Thành nói một câu, giọng điệu hâm mộ, vừa rồi cảnh lộ kéo Khương Ninh ra ngoài, không biết đi đâu. Đan Khải Tuyền bỗng nhiên nói, nếu là Khương Ninh chạm vào miêu triết, hắn chắc chắn không dám đánh trả. Đây không phải nói nhảm sao, Mã sự thành thầm nghĩ miêu triết không phải kẻ ngu. Lớp 8 dám động vào Khương Ninh còn không tồn tại. Khương Ninh bình thường hình như không quá thân thiết với bạn học khác. Đang khải tuyền cảm thán. Lần trước tự học buổi tối, Khương Ninh ra ngoài nói chuyện, khiến hắn có ấn tượng tốt. Hắn nghe Quách Khôn Nam nói, đầu tuần không có tiền đi xe về nhà, cũng là Khương Ninh cho hắn mượn, nghĩ định kỳ vừa về đến, Quách Khôn Nam trước tiên trả tiền cho Khương Ninh. Nói đến Khương Ninh, trong lời nói của hai người thêm một chút phiền muộn thôi kệ đi nghe nói Miêu triết thích đi ra ngoài trường ăn mì xào thôi vũ bọn họ chuẩn bị lúc ăn cơm tối động thủ ta đi xem náo nhiệt đang khải tuyền cười trên nỗi đau của người khác không ai không thích xem náo nhiệt hơn nữa còn là người đáng ghét bị đánh chuyến này mã sự thành phải đi khương ninh trở về cầm trên tay một chai puus xem như điều kiện bồi cảnh lộ đi siêu thị nhỏ nàng để cho khương ninh tùy ý chọn một chai đồ uống Khương Ninh vốn định chọn nước khoáng, cảnh lộ nói quá rẻ, cho hắn đổi một chai đắt hơn một chút. Kunz, Khương Ninh rất thích uống, nói ra cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên có nữ sinh mua đồ uống cho hắn. Tiết học cuối cùng buổi chiều, hóa học do giáo viên quách nhiễm khóa. Khương Ninh mở nắp, uống một ngụm Kunz. Hắn đưa cho nhà nữ sinh kia phong thư, bên trong ghi rõ thời gian, chính là thời gian nghỉ ngơi sau khi khóa học buổi chiều kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ, một nhà kia sẽ đến tứ trung tìm nghiêm ba gây phiền phức. Để phòng ngừa giáo viên quách nhiễm bị thương, Khương Ninh dự định đi theo chú ý, bằng không kế hoạch thất bại, quách nhiễm lại bị liên lụy, chuyện vui cũng thành hòa. Một tiết học 40 phút, đối với nam sinh mà nói, một tiết học của Trần Hải Dương, còn khó chịu hơn 4 tiếng, thỉnh thoảng sẽ bị hắn gọi lên trả lời câu hỏi, trả lời không được, sẽ bị phạt đứng. Mà một tiết học của quách nhiễm, phản phất chưa đến 4 phút, đã kết thúc, khiến người ta còn chưa hết ý sau khi tan học, Tiết Nguyên Đồng đi đến trước chỗ ngồi của Khương Ninh, đưa ra một tờ giấy bạc 10 đồng mang cho ta cái bánh cuốn mực, cho thêm chút cây, không cần rau xà lách, không cần cà rốt. Lại mua cho ta một ly rượu gạo hoa quế. Tiền còn lại giữ cho ngươi chạy chân. Khương Ninh nhìn nàng, nàng tỏ vẻ ra lệnh. Nếu là mọi khi, Khương Ninh chắc chắn sẽ mang theo cho Tiết Nguyên Đồng, hôm nay không được, hắn có việc phải làm. Hắn nói, ta cũng không muốn đi. Tiết Nguyên đồng thở dài yếu ớt, Khương Ninh, ngươi làm ta quá thất vọng. Nàng biểu môi đi, dự định tự mình đi mua. Chờ Tiết Nguyên đồng đi, trong phòng học chỉ còn lại 7, 8 học sinh. Khương Ninh kích hoạt hạt giống linh thức trên người quách nhiễm, trong phạm vi này, hành tung của quách nhiễm hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Có lẽ quách nhiễm làm trễ nải một hồi, mãi đến mười mấy phút sau, Khương Ninh mới cảm ứng được hạt giống linh thức di động khương ninh đứng dậy đúng lúc một mình hướng cửa trường đi đến hắn nhìn từ xa trên con đường chính của sân trường dưới đèn đường khác nghiêm ba đang đợi ở đó lúc lên lớp cổng trường tứ trung đóng lại người ngoài xã hội không vào được bây giờ buổi chiều nghỉ ngơi cổng trường học học sinh giáo viên qua lại khắp nơi tự nhiên không nghiêm ngặt như vậy hai ngày trước nghiêm ba cũng đứng ở đó để cho cha mẹ nữ sinh dễ tìm thấy vị trí khương ninh cố ý chỉ ra khương ninh lại thoáng quan sát Quả nhiên, gần đó một người đàn ông trung niên mặc áo lót màu xám, đang lén lút nhìn chằm chằm nghiêm ba. Khương Ninh sờ vào chiếc điện thoại nắp cập trong túi. Đây là thứ hắn, thuận tay, lấy từ ông già buôn ve chai. Loại điện thoại nắp cập này giờ nhiều nhất chỉ đáng trăm tệ. Khương Ninh đã nhét vào xe ba gác của ông già hai trăm tệ. Bên trong điện thoại nắp cập có một thẻ SIM. Đây là thẻ mà Khương Ninh mua lại với giá tám mươi tệ. Tháng 9 năm 2013 điện thoại di động bắt đầu áp dụng chế độ đăng ký thông tin cá nhân nhưng vẫn còn rất nhiều thẻ sim chưa được đăng ký mãi đến vài năm sau nhóm thẻ sim này mới bị ngừng hoạt động quách nhiễm từ xa đi tới nghiêm ba tươi cười chào đón cương ninh nghe rõ ràng nghiêm ba khen quách nhiễm hôm nay ăn mặc đẹp quách nhiễm tỏ ra rất thận trọng hai người trò chuyện vài câu rồi cùng nhau đi ra ngoài nghiêm ba tâm trạng rất tốt để lấy lòng quách nhiễm hắn đã cố ý chuẩn bị mỗi ngày đều có những bất ngờ khác nhau tranh thủ một lần là xác định được mối quan hệ hôm nay hắn đã đặt nhà hàng tây còn dặn dò nhân viên cửa hàng hoa để họ mang hoa đến xe của nghiêm ba dừng ở ngoài con phố dài cổng trường tứ trung có rất nhiều quầy hàng rong xe rất khó lái vào sau lưng hai người một người đàn ông mặc áo khoác xám lặng lẽ đuổi theo là một người cha hắn vô cùng phẫn nộ tên thanh niên này rõ ràng đã có bạn gái lại còn chà đạp con gái của hắn nếu không phải có người khác đưa ảnh chụp tới nhà bây giờ hắn vẫn còn bị che mắt là hắn đã không dạy dỗ tốt con gái nhưng dù sao cũng đã muộn tuy nhiên trách nhiệm của tên thanh niên này càng lớn hơn hắn muốn chặt tên tiểu tử này ra hắn đã tìm được người đợi lát nữa nhất định phải đánh tên tiểu tử này nằm viện hắn phải ra mặt cho con gái đó là lẽ đương nhiên người đàn ông mặc áo khoác xám đi ngang qua một con hẻm nhìn vào trong một người phụ nữ mập mạp đang đứng đó hai người là vợ chồng nhất cử nhất động đều rất quen thuộc người phụ nữ béo dẫn theo mấy người đàn ông đi ra khỏi hẻm nhỏ, tản ra trong đám đông. Càng xa cổng trường, các quầy hàng rong càng ít đi. Gần đến ngã tư, học sinh bên này thưa thớt, hoàn toàn khác với sự náo nhiệt trước cổng trường. Xe của nghiêm ba dừng ở ven đường. Khương Ninh lấy điện thoại nắp cập ra, gọi 110, rất nhanh có người bắt máy. Khương Ninh thay đổi giọng nói một chút xin chào, đồng chí cảnh sát, ngã tư trước cổng trường trung học số 4 thành phố Vũ Châu, có một vụ tụ tập đánh nhau xảy ra, tổng cộng 7 người, có người mang theo hung khí, xin hãy nhanh chóng đến hiện trường. Không đợi đối phương trả lời, Khương Ninh lặp lại một lần nữa, sau đó trực tiếp cúp máy. Hắn tắt điện thoại, linh lực chấn động, xóa dấu vân tay trên điện thoại di động, sau đó ném điện thoại vào thùng rác. Lý do tại sao lại bí mật như vậy, đó là tạm thời Khương Ninh không muốn tiếp xúc với các cơ quan chính phủ, Vũ Châu là thành phố cấp tỉnh, người trong chính phủ đông đảo, không thiếu những người tinh mắt giàu kinh nghiệm họ là những người chuyên nghiệp khương ninh sẽ không coi thường họ một khi bị họ phát hiện ra điều gì đó không ổn sau này sẽ là rắc rối không dứt cuối cùng vẫn là do thực lực bản thân hắn không đủ mới phải cẩn thận như vậy nếu như hắn có tu vi kim đan cảnh giới tùy ý một kích phá hủy núi non một ánh mắt giết chết người bình thường tốc độ bay siêu thanh đến lúc đó ai trên đời này dám nói lời thứ hai trước mặt hắn chuyện này giải quyết xong nên nhanh chóng bố trí đại trận tụ linh báo cảnh sát xong hương ninh không rời đi hắn lo lắng cảnh sát đến trước xảy ra tình huống bất ngờ hương ninh giả vờ là người bình thường đi ngang qua bên này nghiêm ba bấm chìa khóa xe xe kêu tích tích hai tiếng hắn như thường lệ trước tiên mở cửa xe cho quách nhiễm lúc này người đàn ông mặc áo khoác xám đến gần nghiêm ba nghi hoặc nhìn hắn quách nhiễm cũng nghi hoặc nàng cảm thấy có gì đó không ổn ngươi là nghiêm ba đúng không có biết con gái ta không? Người đàn ông mặc áo khoác xám hỏi. Nghiêm ba nhịn không được nói, ngươi là ai, con gái nào? Ngươi không cần biết, đừng cản đường ta. Hắn đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây, đang vội. Nghiêm ba giả vờ mở cửa xe, bỗng nhiên vai căng cứng, người đàn ông nắm lấy áo hắn, lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm. Nghiêm ba nổi nóng nói, áo của ta mua ở hai lan hôn, hơn 800 tệ đấy, ngươi kéo thử xem hắn căn bản không sợ hắn có thể mở nhà máy chui gian lận thi cử thuê người theo dõi làm sao lại sợ người khác ta hỏi ngươi có biết con gái ta không người đàn ông kìm nén cơn giận ngươi là ai nghiêm ba sắc mặt khó coi hôm nay vận khí có vẻ quá xui xẻo ra ngoài ăn cơm còn gặp phải một kẻ tâm thần quách nhiễm thấy không ổn bèn khuyên nhủ ngươi làm gì vậy ngươi thả hắn ra trước có được không có chuyện gì chúng ta từ từ nói người đàn ông đột nhiên quay đầu gầm lên, câm miệng. Quách nhiễm sợ hãi lùi lại một bước. Ta hỏi ngươi, có biết con gái ta không? Có biết hay không, người đàn ông gần từng chữ. Ánh mắt hắn trừng lên, cân xanh trên trán nổi lên, trông vô cùng dữ tợn. Người phụ nữ béo cũng mắt long sòng sọc, bà ta bước lên vung tấm ảnh, đập vào mặt nghiêm ba. Nghiêm ba nhìn tấm ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên đó là ảnh chụp thân mật của hắn và một nữ sinh ngủ với con gái nhà người ta bây giờ bị cha mẹ người ta tìm tới tận cửa lần này xong rồi nghiêm ba lo lắng không phải là bị đánh hắn vô thức liếc nhìn quách nhiễm nếu chuyện này mà quách nhiễm biết hắn chắc chắn không còn cơ hội chỉ là một tấm ảnh thôi không thể thừa nhận nhất định không thể thừa nhận đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ trong lúc rối ren bỗng lóe lên một tia sáng con gái ngươi dạy tiếng anh cho ta ta mời nàng ăn một bữa cơm thì sao có vấn đề gì sao Người đàn ông mặc áo khoác xám suýt nữa bị hắn chọc cười, con gái hắn học hành thế nào, hắn còn không rõ sao, ngay cả một trường trung học cũng thi không đậu, còn có thể dạy kèm tiếng Anh cho người khác, tên tiểu tử này đến bây giờ còn không dám thừa nhận, thật không phải là thứ tốt, người đàn ông tác một cái vào mặt nghiêm ba, chát, một tiếng. Còn chối cãi, nói thật cho ta. Nghiêm ba ra sức giãn ba ra sức vùng vẫy, nhưng ở tuổi hơn 40, lại nằm trong tay một người đàn ông trung niên lực lưỡng, hắn căn bản không thể thoát ra được. Nói, nói, nói cho ta, người đàn ông liên tục tác vào mặt hắn. Quách nhiễm tiến lên ngăn cản, mọi người không cần đánh nhau nữa, có chuyện gì có thể nói chuyện tử tế, đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Người phụ nữ béo mập mắng, chồng ngươi ngủ với con gái ta. Rõ chưa? Con tiện nhân này, không quản tốt chồng mình, để hắn đi dụ dỗ người khác. Quách nhiễm mới ra trường đại học không lâu, kinh nghiệm còn non nớt bị người phụ nữ béo mắng như vậy lập tức cảm thấy mặt nóng bừng biết người biết mặt không biết lòng nàng chưa từng nghĩ nghiêm ba lại là loại người này nghiêm ba đang vùng vẫy vốn còn có đường lui kết quả nghe thấy người phụ nữ kia phơi bày mọi chuyện ra hắn lập tức nóng nảy ta chơi bà nội ngươi dù sao lần này hắn và quách nhiễm chắc chắn xong rồi nếu còn bị đánh thêm một trận thật sự là thảm hại càng thêm thảm hại hắn lấy chìa khóa xe đâm mạnh vào tay người đàn ông kia. Mua bàn tay người đàn ông bị đâm đau, không khỏi buông tay ra. Nghiêm ba chịu mấy cái tác, mặt đau nhất, hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi như vậy, tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Dù sao cũng sắp chia tay quách nhiễm, hắn không kiên nể gì mà mắng trách ta. Sao không đi trách con gái các người? Các người nuôi con gái tốt lắm, nó suốt ngày mắng chửi các người trước mặt ta, mắng các người đối xử tệ với nó. Các người không biết nó mắng khó nghe đến mức nào, nghiêm ba hoàn toàn không lựa lời. Người đàn ông nghe những lời này, lập tức nổi trận lôi đình, túng lấy nghiêm ba đánh đập. Thằng chó! Mấy người giữ hắn lại. Người đàn ông gọi người giúp đỡ. Mấy người đàn ông như ông vỡ tổ sông lên, lập tức khống chế nghiêm ba. Người phụ nữ béo đứng bên cạnh nhìn, thấy quách nhiễm sững sờ tại chỗ, gương mặt yếu đuối. Hồ ly tinh, nhìn xem chồng ngươi là loại rác rưởi gì. Người phụ nữ béo càng nghĩ càng tức, chính là người phụ nữ này để chồng nàng đi ra ngoài, nếu không con gái mình căn bản sẽ không bị làm nhục. Người đàn ông trung niên đè nghiêm ba xuống đất, đánh hắn kêu la thảm thiết. Người phụ nữ béo nghe tiếng kêu thảm thiết, nhìn khuôn mặt hồ ly tinh của quách nhiễm, mái tóc đen dài mềm mại, lòng ghen ghét dân trào, bà ta lấy ra một con dao nhỏ, càng lúc càng hung hăng, ta cắt tóc con đĩ thúi này bà ta đưa tay định túng tóc quách nhiễm quách nhiễm sợ hãi lùi lại nhưng một người phụ nữ ngay cả gà cũng không dám giết, làm sao đối phó được với người phụ nữ béo mập quanh năm lăng lộn ngoài chợ thấy tóc sắp bị túng lòng quách nhiễm tuyệt vọng khương ninh thấy cảnh này hai tay đút túi cảnh sát tới còn không mau chạy cảnh hỗn loạn lập tức dừng lại người phụ nữ béo quay đầu nhìn phía xa một chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới bà ta vội vàng kéo chồng cùng mấy người khác nhanh chân bỏ chạy. Khương Ninh lại nói, Quách giáo viên, ta đi trước. Hắn vẫy tay chào Quách nhiễm, nhưng lúc xe cảnh sát chưa tới, quay người rời đi. Tiết tự học buổi tối đầu tiên, giáo viên ngữ văn đái vĩnh toàn khóa cửa lớp. Sau khi giải quyết xong chuyện của Quách nhiễm, Khương Ninh không tham gia vào đám đông náo nhiệt mà quay trở về phòng học. Lúc này Quách nhiễm chắc hẳn vẫn còn ở đồn cảnh sát, còn nghiêm ba thì chắc chắn đã vào bệnh viện. Khương Ninh nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông phía sau cho, trong cơn giận dữ, không hề nương tay, đánh nghiêm ba túi bụi. Nghiêm ba ít nhất cũng gãy vài cái xương sườn, còn có thể bị chấn động não nhẹ. Theo suy đoán của Khương Ninh, người đàn ông phía sau cho kia chắc chắn sẽ bị bắt. Mặc dù nghiêm ba làm việc thất đức, nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ. Nếu như nhà nghiêm ba có thế lực, mời một luật sư giỏi, người đàn ông phía sau kia đoán chừng phải bồi thường không ít tiền trải qua lần này chắc hẳn quách nhiễm sẽ nhớ lâu các ngươi học sinh lật ra sách giáo khoa hôm nay chúng ta sẽ học tả truyện đái vĩnh toàn nói chúc chi vũ thối tần sư ta nói cho các ngươi biết bài văn này các ngươi nhất định phải học thật tốt kỳ thi tháng này chắc chắn sẽ có bài văn này tiếp theo mời một bạn học đọc to toàn văn cho cả lớp đái vĩnh toàn bắt đầu chỉ định học sinh những học sinh ngồi hàng sau lập tức cúi đầu xuống Đái Vĩnh Toàn đảo mắt một vòng, cúi đầu nhìn xuống bảng tên học sinh được dán trên bục giảng. Bảng tên này được sắp xếp theo vị trí ngồi của học sinh, mặc dù không ghi rõ tên học sinh, nhưng chỉ cần có bảng tên này, hắn muốn gọi ai cũng được, không sợ gọi nhầm tên. Đái Vĩnh Toàn chọn ngẫu nhiên một học sinh, "Miêu Triết, ngươi hãy đọc diễn cảm cho cả lớp nghe." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Miêu Triết, kết quả phát hiện chỗ ngồi của Miêu Triết trống không. Đái Vĩnh Toàn sững sốt một chút. Hỏi lớp trưởng đâu? Miu Trí xin nghỉ à? Hoàng Trung Phi nói không có xin phép nghỉ. Nếu không phải là giáo viên ngữ văn, Hoàng Trung Phi đến bây giờ cũng không phát hiện lớp học thế mà lại thiếu một học sinh. Có thể hắn trực tiếp xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm. Hắn nói học sinh xin phép nghỉ bình thường là nói với lớp trưởng, sau đó cầm đơn xin phép nghỉ tìm giáo viên chủ nhiệm phê duyệt. đương nhiên cũng có một số học sinh trực tiếp tìm giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ. Mã sự thành thấy miêu triết không đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn biết rất rõ, miêu triết không có xin phép nghỉ. À, vậy chúng ta đổi một bạn học khác. Đái Vĩnh Toàn lại gọi một người khác đứng lên đọc. Mã sự thành ngồi cách đang khải tuyền một chỗ, hắn nhanh chóng viết một tờ giấy nhỏ khải tuyền, thôi vũ bọn họ không thả miêu triết ra sao. Buổi chiều tan học ra ngoài ăn cơm, hắn cùng Đan Khải Tuyền đi cùng thôi vũ bọn họ đến quán cơm, Hảo Nhật Tử, ở cổng trường. Quán cơm, Hảo Nhật Tử, buổi tối chỉ bán cơm rang và mì xào, thêm rau xanh và trứng gà là bốn tệ một phần, tiện lợi và thiết thực. Miêu Triết mỗi buổi chiều đều đến đây ăn. Quán cơm này làm ăn khá khẩm, bên trong quán đầy áp học sinh, phải nhanh chân mới có thể giành được chỗ ngồi. Phía trong cùng của quán cơm, Hảo Nhật Tử, có một cánh cửa, đẩy cửa ra là một cái sân trong sân kê mấy cái bàn còn có ba căn phòng nhỏ một trong số đó kê ba cái máy tính hai căn phòng nhỏ còn lại tuy tối nhưng cũng kê bàn ghế dành cho học sinh ăn cơm một số học sinh không muốn chen chúc trong quán sẽ ra sân ăn hôm nay thôi vũ bọn họ vì muốn dàn mặt miêu triết cũng ra sân ăn cơm miêu triết thường thích bưng mì xào vào phòng nhỏ ăn thôi vũ sau khi ăn xong nháy mắt với mã sự thành bọn họ chạy đến bên ngoài phòng nhỏ thừa dịp miêu triết không chú ý đóng cửa lại sau đó cài then cửa như vậy miêu triết sẽ bị nhốt bên trong không ra được lúc đó mã sự thành cười muốn chết hắn không nghĩ nhiều như vậy cho rằng thôi vũ sẽ thả miêu triết ra nên đi theo đan khải tuyền rời đi bây giờ phát hiện miêu triết vắng mặt hắn mới cảm thấy đại sự không ổn hỏng rồi miêu triết chắc vẫn còn chưa ra ngoài đan khải tuyền sau khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ cũng ngớ người hắn thật sự không biết hắn chỉ xem náo nhiệt mà thôi hắn nhanh chóng viết một tờ giấy nhỏ cho thôi vũ thôi ca thôi ca miêu triết đâu thôi vũ tuy không thấp nhưng lại rất gầy gầy như que củi hắn ta sau khi làm xong việc cho rằng mã sự thành bọn họ sẽ thả miêu triết ra nên thanh toán tiền cơm rồi rời đi nếu không phải giáo viên ngữ văn nhắc đến miêu triết hắn ta suýt nữa quên mất chuyện này chết tiệt thôi vũ thầm chửi thề quán cơm hảo nhật tử đông người như vậy Chẳng lẽ không có ai tốt bụng thả Miêu Triết ra sao? Chẳng lẽ ông chủ không chú ý sao? Hắn ta nghĩ lại, thật sự có khả năng, ông chủ bình thường bận rộn trong quán, rảnh rỗi sẽ không ra sân sau. Có lẽ phải đợi đến khi dọn dẹp bát đũa, ông chủ mới ra sân sau một chuyến, mới có thể thả Miêu Triết ra. Vấn đề là, ai biết ông chủ lúc nào mới dọn dẹp bát đũa? Chết tiệt, tiết tự học buổi tối đầu tiên đã bắt đầu rồi, thôi Vũ suy nghĩ, có nên xin phép giáo viên, ra khỏi trường thả Miêu Triết ra hay không? Đối với học sinh cấp 3 mà nói, trốn học là một chuyện tương đối nghiêm trọng. Khương Ninh trước đây tuy gầy yếu, nhưng ông chủ quán đồ nướng gần trường cấp 2 là anh họ của Khương Ninh, quan hệ rất rộng, nên ít ai dám bắt nạt Khương Ninh. Nhớ đến Khương Ninh, Thẩm Thanh Nga cảm thấy hơi chua xót, nhất là khi nàng nghe nói, lần trước Khương Ninh ra tay là vì bảo vệ Tiết Nguyên Đồng, nàng càng cảm thấy không vui. Nàng không cần Khương Ninh bảo vệ, nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu. Giống như một món đồ chơi mà nàng yêu thích khi nàng chơi chán, không muốn chơi nữa, nàng có thể vứt nó vào bụi rậm, có thể phá hủy nó, có thể tặng nó cho người khác, nàng có thể đối xử với món đồ chơi đó như thế nào cũng được. Nhưng nếu người khác cướp đi món đồ chơi của nàng, nàng sẽ cảm thấy rất quất ức. Miêu Triết càng đi càng gần. Thôi Vũ chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với hắn, nhưng Miêu Triết đến trước mặt Vương Long Long, đột nhiên dừng lại. Miêu Triết nhìn chằm chằm Vương Long Long, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, Hắn rất muốn tát cho Vương Long Long một cái. Vương Long Long, người luôn ba hoa, nhìn thấy Miêu Triết đến trước mặt, vẫn ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh nói: "Ngươi nhìn gì?" "Nhìn cái bộ dạng hùng hổ của ngươi kìa." Miêu Triết đập bàn một cái, gần như gào thét: "Siêu cả nhà ngươi, ai bảo ngươi đóng cửa? Ngươi nhốt ta ở bên trong." Hắn đeo chiếc kính gọng đen to bản, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Nếu không phải ông chủ đến mở cửa cho ta, ta đã cúp cua, cúp cua." thôi vũ nghe mà ngớ người rõ ràng là ta đóng cửa mà miêu triết tìm vương long long làm gì chẳng lẽ tìm nhầm người hắn coi ta là cái gì rõ ràng ta mới là người làm chuyện xấu mã sự thành nhìn thôi vũ với ánh mắt kỳ lạ thôi vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao vương long long lại gánh tội thay hắn vương long long khí thế dân cao phản bác ngươi nói bậy bạ gì thế ta đi vào tiệm ăn cơm nghe thấy trong phòng có người la hét ta tốt bụng mở cửa cho ngươi ngươi thì hay rồi vừa lên liền trừng mắt với ta còn mắng ta lúc đó vương long long tức điên lên hắn thành thật như vậy khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí là một việc tốt đang chờ được người ta cảm ơn kết quả bị miêu triết mắng xối xả trong lúc kích động vương long long tức giận đóng cửa lại khóa miêu triết trong phòng hai người họ ăn cơm xong trực tiếp rời khỏi tiệm hắn vương long long không chịu được sự sỉ nhục này miêu triết nào có chịu nghe lời vương long long tức giận đưa tay bóp cổ vương long long lắc lư mắng mỏ chính là ngươi chính là ngươi đóng vương long long bị lắc đầu qua lại chóng mặt bản thân hắn hơi mập thân hình lớn hơn miêu triết một vòng bang bang đấm vào vai miêu triết hai cái miêu triết bị đau càng bóp chặt hơn móng tay hắn vừa nhọn vừa dài có thể tưởng tượng được cảm giác bị bóp ủy viên sinh hoặc hồ quân nhìn thấy bạn học đánh nhau chính nghĩa lên tiếng còn đứng đó làm gì mau đi ngăn cản lớp trưởng hoàng trung phi người được phân công chạy đến cuối cùng đưa tay ra giữa hai người, muốn tách họ ra. Vương Long Long, bang bang bang, đấm liên tục, miêu triết hung giữ bóp chặt cổ, lắc lư đầu Vương Long Long lên xuống, bữa tối của Vương Long Long sắp bị lắc ra ngoài, phát ra tiếng kêu, nga nga nga. Cảnh lộ cố nén cười, nói với Khương Ninh với biểu cảm kỳ lạ, mặc dù ta biết như vậy không tốt, nhưng bọn họ thật sự rất buồn cười. Ha 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 ha, cảnh lộ không nhịn được nữa. Mã Sự Thành và Đan Khải Tuyền nhìn nhau, đều không biết nói gì chuyện này là sao cuối cùng hai người nhìn về phía thôi vũ thăm dò hỏi thôi ca ngươi không lên ngăn cản à thôi vũ xin đừng nói chuyện với ta nữa bây giờ nội tâm ta rất hỗn loạn hắn đang băn khoăn có nên ngăn cản hay không đột nhiên lớp học im lặng như thể có một nỗi sợ hãi lớn xuất hiện thôi vũ nhìn về phía cửa một bóng dáng bước vào lớp học chính là chủ nhiệm lớp đan khánh vinh đan khánh vinh mặc áo sơ mi trắng vạt áo sơ mi được nhét vào quần thắt lưng bên ngoài lộ ra bụng bia đan khánh vinh tiến lên nhìn trầm trầm hai người hoàng trung phi đừng kéo nữa để cho bọn họ đánh hoàng trung phi không ngăn cản nữa lùi lại tránh ra miêu triết không hoảng sợ vương long long cũng không đánh nữa ngoan ngoãn như một đứa trẻ sao không đánh nữa đan khánh vinh cười hỏi hai người đang định trả lời đan khánh vinh nói đi theo ta đến văn phòng đang Khánh Vinh đưa hai người họ đi, Mã Sự Thành và những người khác sợ hãi. Chủ nhiệm lớp có chút gì đó, vừa nãy ta còn tưởng chủ nhiệm lớp muốn đánh hai người bọn họ. Đang Khải Tuyền suy nghĩ một chút, chắc là đưa đến văn phòng đánh, đợi lát nữa gần đến giờ học, ta đi xem thử. Thôi Vũ lo lắng hỏi, bọn họ có khai ra ta không? Mã Sự Thành nói, đừng lo lắng, hai người bọn họ cũng là đồ ngốc, nếu không thì đã không đánh nhau. Thôi Vũ nghe xong, lập tức yên tâm hơn. Gần đến giờ học, Đan Khải Tuyền ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi trở về, hắn lén lúc nói với mọi người, Miêu Triết và Vương Long Long đang ngồi sổn trong văn phòng, Đan Khánh Vinh đang đánh bọn họ, Mã Sự Thành và những người khác biến sắc, sau này nhất định phải cẩn thận hơn, chủ nhiệm lớp này ra tay tàn nhẫn. Buổi trưa ngày hôm sau, Khương Ninh vừa ăn cơm xong, thông báo như gió đã được gửi đến. Khương Ninh đầy mong đợi ký nhận. Trở lại phòng, hắn mở gói hàng, liên tiếp mấy lớp, cuối cùng xuất hiện một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Với con mắt của Khương Ninh, chỉ riêng chiếc hộp gỗ đã có giá trị vài trăm khối. Mở hộp gỗ ra, bên trong là ba khối gỗ màu nâu đỏ cỡ quả trứng ngỗng. Ngửi thấy mùi hương đặc trưng, Khương Ninh trước tiên xác định, đây chính là trầm hồn hương, không giả, dược hiệu của nó không tệ, gần như đạt đến phẩm chất của tu tiên giới. Trước khi sử dụng trầm hồn hương, cần một loại thảo dược làm thuốc dẫn, nếu không, nó không những vô dụng mà còn ảnh hưởng đến tâm thần. Cương Ninh đã chuẩn bị sẵn thảo dược, đó là một bông hoa hồng đỏ. Cương Ninh thi triển pháp thuật tụ thủy quyết, dẫn đến một đám hơi nước, hoa hồng chìm vào trong sương mù nước. Hắn đánh ra một đạo linh hỏa, như linh xà chui vào trong hơi nước, hoa hồng nhẹ nhàng vỡ ra, cánh hoa và lá cây tản ra trong hơi nước. Ngưng. Lời nói ra, pháp thuật theo sau, hơi nước ngay lập tức tụ lại, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ hương liệu trầm hồn hương bay lên không kiếm khí màu xanh như bóng với hình xoay quanh hương liệu hương liệu hoàn chỉnh như quả dứa bị lột vỏ lột thành từng cây gỗ xoắn ốc hương ninh vung tay lên đám cây gỗ tách ra lơ lửng xiên xẹo rào chất lỏng nóng bỏng màu đỏ đổ xuống phát ra tiếng xèo xèo đầu gỗ trầm hồn hương ngay lập tức mềm ra lại bị linh lực kéo một cái lập tức trở nên thẳng tắp màu nâu ban đầu dần dần chuyển sang màu cam yên lặng đợi một hồi Khương Ninh thao túng linh hỏa nướng hương liệu, hông khô lượng nước bên trong. Rất nhanh, một loạt mảnh cây gỗ màu cam xuất hiện trước mắt Khương Ninh, tổng cộng 24 thanh, trầm hồn hương chân chính đã được luyện chế xong. Khương Ninh lấy ra một chiếc lư hương lớn bằng bàn tay, lấy ra một thanh trầm hồn hương cắm lên trên. Hắn nhắm mắt lại, thần thức thả ra, bắt đầu diễn luyện, kim huyền phân thần quyết. Một làn hương thơm thấm vào, làn khói màu cam nhà nhạt tràn ngập trong phòng, trầm hồn hương có hiệu quả. Điểm kỳ diệu nhất của trầm hồn hương là nó có thể trực tiếp bổ dưỡng thần thức, một chút khói hung không gây khó chịu, nhuận trạch tâm thần. Thần thức như nuốt thuốc bổ, đầu óc Khương Ninh một mảnh thanh minh, tốc độ rèn luyện thần thức ngay lập tức tăng tốc, có trầm hồn hương bổ dưỡng, Khương Ninh không cần lo lắng về việc tiêu hao thần thức, tiến độ của hắn đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nửa giờ sau, Khương Ninh mở mắt ra, rất hài lòng với lần tu luyện này, hắn nhìn về phía lư hương, trầm hồn hương vừa mới cháy hết một ngày ba cây trầm hồn hương, chỉ cần một tuần, thần thức liền có thể trưởng khống, tiểu phân thần, bí thuật. Nếu có thể thi triển, tiểu phân thần, bí thuật, Khương Ninh liền có thể luyện chế một chút tiểu linh vật, ví dụ như ngọc bội hộ thân. Cắm vào trong ngọc bội một đạo trận pháp mini, lại phân ra một đạo tiểu thần thức, liền có thể chế thành ngọc bội hộ thân. Tiểu thần thức giống như trí tuệ nhân tạo đời sau, có thể ghi vào rất nhiều tình huống nguy hiểm, tiểu thần thức gặp phải những tình huống đó, sẽ tự động kích hoạt linh trận. Nếu người thường đeo ngọc bội hộ thân, gặp tai nạn xe cộ, ngọc bội hộ thân sẽ phát ra linh lực phá giải giúp chủ nhân, để cho cảnh đó qua đi. Hoặc là gặp phải người khác đánh lén, tiểu thần thức cũng có thể kích hoạt linh trận ngọc bội. Cường độ có thể tránh khỏi nguy hiểm liên quan đến cường độ của linh trận bên trong ngọc bội. Khương Ninh chuẩn bị chế tác một vài cái, đưa cho người thân bên cạnh. Kiếp trước, cha mẹ trong thời gian ngắn thân thể bình an, không gặp tai nạn, nhưng Khương Ninh trùng sinh trở về, đã gây ra hiệu ứng hồ điệp, tương lai có thể thay đổi, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cha mẹ. Chế tác ngọc bội hộ thân cần chất ngọc, vừa vặn bên thiệu song song kia, cũng nên đi xem một chút, thuận tiện mua một ít chất ngọc từ chỗ nàng. Khương Ninh cất kỹ trầm hồn hương. Quách nhiễm ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy, đầu tóc rối bời, tựa vào đầu giường, gương mặt xinh đẹp còn vương vấn nét buồn ngủ, quần thâm dưới mắt cho thấy đêm qua nàng đã thức khuya. Quách nhiễm ngẩn người một hồi. Nhớ lại chuyện xảy ra chiều hôm qua, nàng vẫn còn sợ hãi, người phụ nữ cầm dao đuổi theo nàng, nếu không có Khương Ninh lên tiếng nhắc nhở, nàng thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Thật sự là cạn bã. Quách nhiễm nở một nụ cười chua chát. Sau khi cảnh sát đến lấy lời khai, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ những việc Nghiêm Ba đã làm. Trước đây, nàng còn cho rằng Nghiêm Ba là người tốt, thậm chí đã lên kế hoạch cho tương lai với hắn. Nếu không phải cha mẹ nữ sinh kia đột nhiên tìm đến cửa, người tiếp theo bị hại chính là nàng. Nghĩ đến việc có thể trở thành bạn gái của kẻ như nghiêm ba, quách nhiễm chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rùng mình. May mắn thay, người làm trời nhìn, ông trời đã trừng phạt tên cặn bã nghiêm ba. Quách nhiễm xuống giường, kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ban trưa chiếu vào, ánh sáng chó chang khiến nàng phải nheo mắt. Ánh mặt trời xuyên qua bụi bặm trong không khí, sáng trên da thịt, rực rỡ như ánh sáng ngọc bích. Chiều nay đi dậy, tiện thể cảm ơn Khương Ninh, may mà có hắn, nếu không trước khi cảnh sát đến, nàng nhất định sẽ gặp nạn. Quách nhiễm trong lòng tràn đầy biết ơn, 3 năm cấp 3, nếu Khương Ninh tìm nàng học bù hóa học, nàng nhất định sẽ dốc hết sức để dạy tốt cho hắn. Ngày mai là kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, chiều nay trường tứ trung chỉ có 2 tiết học. Tiết đầu tiên là hóa học, tiết thứ hai là âm nhạc. Trước khi vào lớp, mã sự thành lén nói với khương ninh ngươi biết giáo viên dạy nhạc không chính là giáo viên giàu có dùng iphone ấy trong lòng hắn rất ngưỡng mộ thời đại điện thoại thông minh mới bắt đầu phổ biến người dùng iphone quả thực thể hiện sự sang trọng hơn so với các nhãn hiệu khác hiện nay rất nhiều ốp lưng iphone đều để trống phần logo quả táo ở mặt sau để cho người khác biết nhìn này ta dùng iphone đủ thấy sức ảnh hưởng của nhãn hiệu này giống như mã sự thành cả ngày ôm điện thoại thông minh, nhưng vì không có tiền, chỉ có thể dùng điện thoại Android. Thật ra hắn rất muốn trải nghiệm iPhone, nghe nói iPhone sau khi dai bớt có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà, điện thoại hắn đang dùng là do cầu xin cha mẹ mãi mới mua được, giá hơn 1.000 tệ. Trong lớp học, Mã Sự Thành chỉ biết Hoàng Trung Phi, Bạch Vũ Hạ và Khương Ninh là dùng iPhone. Ít nhất trong mắt Mã Sự Thành, dùng iPhone đời mới đồng nghĩa với việc là người giàu có. Nàng thế nào? Khương Ninh hỏi. Giáo viên dạy nhạc khoảng 25, 26 tuổi, khá cao, tầm 1m78, tương đương với chiều cao hiện tại của Khương Ninh. Chiều cao của nam sinh trong lớp bọn họ phần lớn trên 1,7m lần đầu gặp giáo viên dạy nhạc, quả thực đã thu hút rất nhiều sự chú ý, Mã Sự Thành nói. Giáo viên dạy nhạc là do trường học bỏ nhiều tiền mời về, trước đây ta có nghe người ta nói chuyện phím, nghe nói giáo viên là người tỉnh Đông Giang, nàng ở bên kia có công việc riêng, để đỡ phiền phức, Nàng xếp tất cả các lớp học vào cùng một ngày, như vậy mỗi tuần nàng chỉ cần đến trường tứ trung một lần, dạy xong tất cả các lớp là có thể. Bắt tàu cao tốc về nhà. Lợi hại thật. Cương Ninh nói. Trước đây hắn thật sự không biết chuyện này, ấn tượng về giáo viên dạy nhạc chỉ là dáng người đẹp, ăn mặc thời thượng, giảng bài chuyên nghiệp. Mã sự thành tiếp tục nói. Ngoài giáo viên dạy nhạc, ta còn phát hiện giáo viên dạy vật lý cũng thú vị. Đầu tuần nghỉ lễ 5 ngày ta thấy giáo viên dạy vật lý cùng các thầy cô khác lên xe, ta tưởng bọn họ đi tụ tập đâu, sau đó nghe người ta nói, bọn họ đi trung tâm bồi dưỡng giáo viên ở An Thị. Xe đưa xe đón, bao ăn bao ở, đi An Thị học 2 ngày, kiếm được 1.500 tệ. Mã sự thành tặc lưỡi, một tháng đi 4 lần như vậy là 6.000 tệ, chỉ riêng thu nhập phụ cũng cao hơn lương của bố hắn. Đồng thời hắn cũng có chút khó chịu, giáo viên ấy vội vàng kiếm tiền, không chịu dạy dỗ chúng ta tử tế, Ngươi xem giáo viên dạy vật lý giảng bài, nói cái gì vậy, ta thấy còn không bằng giáo viên cấp 2 của ta." Loại chuyện này Khương Ninh có nghe qua đôi chút, hắn có ấn tượng với giáo viên dạy vật lý, nhớ rõ nhất là thầy có một đứa con trai, hơn bọn họ một khóa, hiện đang học lớp 11. Sau này thi đại học, hắn thi đậu vào Đại học Đông Giang, đó là trường đại học 985 top 10 cả nước. Sau khi con trai thi đậu đại học, giáo viên dạy vật lý định chuyển sang dạy lớp chuyên, kết quả bị phòng giáo vụ từ chối. Với lý do thái độ giảng dạy của thầy ấy không nghiêm túc. Thế là giáo viên dạy vật lý dạy lớp thường, liền thường xuyên nhắc đến đứa con trai 985 của mình để khoe khoang, khiến rất nhiều học sinh bất mãn. Sau đó, có học sinh tố cáo chuyện thầy ấy đi dạy thêm, giáo viên dạy vật lý bị kỷ luật. Hai người đang nói chuyện, tiếng chung vào học vang lên. Quách Nhiễm bước vào phòng học, ánh mắt nhìn về phía Khương Ninh, bốn mắt giao nhau, Khương Ninh mỉm cười. Quách Nhiễm cảm nhận được thiện ý đặt giáo án lên bàn nói với mọi người ta biết các ngươi sắp được nghỉ lễ cho nên hôm nay không dạy nội dung mới phía sau lập tức vang lên tiếng của các nam sinh vẫn là ngươi hiểu chúng ta ngươi thật tốt cùng với những lời khen ngợi khác quách nhiễm nhắc nhở mọi người mở sách giáo khoa nàng đánh dấu từng điểm kiến thức trước kỳ nghỉ lễ ngắn ngày giáo viên các môn học đều sẽ giao bài tập về nhà quách nhiễm cũng không ngoại lệ gần đến giờ tan học quách nhiễm phát một bộ đề thi tiếng trấn học vang lên nàng đứng trên bục giảng hô khương ninh đến văn phòng của ta một lát lời vừa dứt cả lớp im lặng từ khi quách nhiễm dạy lớp 8 đến nay nàng chưa từng gọi riêng học sinh nào ra ngoài tại sao quách nhiễm lão sư lại gọi khương ninh chẳng lẽ hai người là họ hàng có người đoán khương ninh không để ý đến ánh mắt của bọn họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi quách nhiễm nghĩ khương ninh không biết vị trí văn phòng cố ý đứng đợi hắn ở cửa sau đó mới cùng hắn rời đi cảnh lộ quay đầu lại hỏi mấy ngươi có biết giáo viên dạy hóa tìm khương ninh làm gì không nàng rất tò mò mấy ngày nay ngồi cùng bàn với khương ninh rõ ràng khương ninh không có bất kỳ quan hệ nào với giáo viên dạy hóa không rõ chắc là bàn chuyện học tập thôi mã sự thành nói ta cũng nghĩ vậy hắn nói bên cạnh quách khâu nam thở dài nếu giáo viên khác gọi ta đến văn phòng ta chắc chắn sẽ không vui nhưng nếu là giáo viên dạy hóa ta có thể ở đó mỗi ngày. Ai mà chẳng từng ảo tưởng về một giáo viên xinh đẹp, nhất là ở giai đoạn học sinh cấp 3, tiếc là khi thực sự xuất hiện trước mặt, mới ngạc nhiên nhận ra, ngoại trừ trên lớp học, hầu như không có bất kỳ cơ hội gặp gỡ nào với giáo viên. Huống chi, Quách Khôn Nam nghe nói, chiều nào cũng có người lái xe đến đón Quách Nhiễm ở cổng trường, đó hẳn là bạn trai của Quách Nhiễm. Quách Nhiễm xinh đẹp như vậy, bên cạnh nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Hắn có chút đau lòng. Đàn ông khi nhìn thấy người khác phái xinh đẹp rơi vào vòng tay người khác, thường sẽ sinh ra cảm giác tiếc nuối, Quách Khôn Nam tuy chỉ là học sinh cấp 3, nhưng cũng không ngoại lệ. Thấy mấy người không biết nguyên nhân, cảnh lộ suy đoán, giáo viên dạy hóa tìm hắn, có lẽ là liên quan đến chuyện đại diện môn học, môn hóa hiện tại vẫn chưa có đại diện môn. Lớp trưởng sẽ kiêm nhiệm đại diện một số môn học, nhưng cấp 3 có quá nhiều môn, lớp trưởng không quản lý hết được, nên một số giáo viên sẽ chỉ định học sinh riêng đảm nhiệm đại diện môn học. Mã sự thành hỏi, thành tích của Khương Ninh không tốt sao? Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Thời cấp 3, quan trọng nhất vẫn là thành tích. Cho dù bạn có giỏi đến đâu ở các phương diện khác, thành tích kém thì cũng khó được người khác coi trọng. Thông thường, học sinh chủ động ngồi ở hàng sau, thành tích thường không ra sao. Quách khôn nam lý trí phân tích. Từ bầu không khí học tập cũng có thể nhìn ra đôi chút. Trên lớp học, mấy hàng phía trước chăm chú nghe giảng, còn quách khôn nam, mã sự thành bọn họ thì cúi đầu chơi điện thoại đấu trí đấu dũng với giáo viên tan học các bạn học ở hàng phía trước làm bài tập quách khôn nam bọn họ vẫn đang chơi điện thoại quách khôn nam không thường xuyên tự nhận thức mã sự thành Đan khải tuyền thôi vũ có sao nói vậy đều là học sinh kém trong mắt hắn khương ninh cũng không ngoại lệ nghĩ như vậy tâm trạng của hắn thế mà thoải mái hơn mấy phần chỉ cần mọi người đều giống như ta ta cũng sẽ không khó chịu quách khôn nam thầm nghĩ ta không cô đơn cảnh lộ nghe đến đó rất muốn phản bác nhưng nàng không nói nên lời bởi vì thành tích của nàng thực ra cũng rất bình thường vì thành tích kém nàng dự định sau này sẽ đi con đường thi đại học nghệ thuật thấy mấy người không nói chuyện quách khôn nam chắc chắn nói chắc chắn khương ninh không thể làm đại diện môn hóa khương ninh ngươi muốn làm đại diện môn hóa không quách nhiễm đặt xuống chiếc cốc giấy duy nhất mỉm cười nhìn hắn. Trong cốc, nước lọc nhẹ nhàng lắc lư, biên độ dao động ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như đứng yên. Trong văn phòng chỉ có hai người. Thời gian dường như ngưng động, rồi lại đột ngột trôi ngược về quá khứ. Khương Ninh bỗng nhớ lại, đó là bao lâu trước đây, giáo viên Quách Nhiễm đã từng đưa cho hắn một cốc nước như vậy, cũng mỉm cười nhìn hắn như thế. Khi đó, Khương Ninh chỉ là một học sinh từ thị trấn xa xôi, đột một bước vào thành phố. Tự ti, nhút nhát nghèo khó đầy khuyết điểm cũng trong hoàn cảnh đó quách nhiễm đã chọn anh làm đại diện môn hóa lần đó là sự đồng cảm lần này hẳn là sự cảm kích Cương ninh nhìn thẳng vào mắt nàng làm đại diện môn có lợi ích gì quách nhiễm hơi sững sờ nàng không ngờ rằng học sinh lại còn mặc cả với mình may mắn thay quách nhiễm nhanh trí nàng chỉ tay lên mặt hơi nghiêng đầu trả lời có thể cho ngươi ăn vặt có hạt thông hạnh nhân Quả ốc chó, xoài sấy, thịt bò khô, ngươi có muốn không? Muốn. Cương Ninh cảm thấy lòng mình rối bời. Tốt lắm. Quách nhiễm vỗ tay một cái, trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là đại diện môn hóa của lớp 8. Đây là thù lao cho ngươi. Quách nhiễm kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc túi sách tay màu trắng, bên trong đựng đầy ấp đồ. Cương Ninh không từ chối, anh đã ăn đồ ăn vặt của quách nhiễm vô số lần. Chờ nghỉ lễ về, ta sẽ đến lớp thông báo chính thức cho ngươi. Việc đại diện môn vẫn cần thông báo cho cả lớp, nếu không chỉ bằng lời nói của Khương Ninh, chưa chắc đã hiệu quả. Sau khi xác định đại diện môn, Quách nhiễm lại quan tâm đến tình hình của Khương Ninh một lần nữa. Nàng tự nhận mình vẫn có chút khí chất của một người tỷ tỷ tâm lý, nếu không sẽ không chọn làm một giáo viên. Đợi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Khương Ninh chào tạm biệt và rời đi quách nhiễm đưa túi đồ ăn vạch cho khương ninh khương ninh đi được vài bước nhìn bóng lưng học sinh sắp rời đi quách nhiễm lên tiếng hôm qua cảm ơn ngươi khương ninh chỉ khi tự mình trải qua nàng mới hiểu được giây phút nguy hiểm ngày hôm qua như thế nào người phụ nữ cầm dao găm với ý định trả thù cho con gái như muốn nuốt chửng nàng tối qua nàng đã trốn trên giường sợ hãi cả đêm lúc đó nếu không có tiếng nói của khương ninh vang lên nàng không thể tưởng tượng được hậu quả. Nàng thực sự rất biết ơn Khương Ninh. Khương Ninh không quay đầu lại, anh quay lưng về phía giáo viên quách nhiễm, giơ túi đồ ăn vặt lên, ngươi đã cảm ơn rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quách nhiễm dựa vào ghế, cười khổ không thôi. Nàng luôn cảm thấy Khương Ninh hoàn toàn không giống một học sinh cấp 3, mà ngược lại có một loại tiêu sái, điềm nhiên khó tả. Khương Ninh mang túi đồ ăn vặt trở về lớp học hắn vừa bước vào, giáo viên dạy nhạc cũng vừa đến. Mã sự thành nhìn thấy túi trên tay Khương Ninh, lập tức tỉnh táo trong đó có gì vậy? Đồ ăn vặt. Ngươi đi siêu thị nhỏ à? Không, quách nhiễm lão sư cho. Khương Ninh nói. Mã sự thành vẫy tay trước mặt Khương Ninh, nghi ngờ nói ngươi bệnh nha. Hắn chẩn đoán, ngươi bệnh nặng rồi. Cảnh lộ ở phía trước dựng thẳng tay lên, nàng nghe rõ cuộc đối thoại của hai người nàng rất tin tưởng khương ninh nhưng lại cảm thấy khó tin nhất thời không biết nên tin khương ninh hay không khương ninh mở túi ra ngươi nhìn những món đồ ăn vặt này xem siêu thị nhỏ có bán không mã sự thành xem xét vài lần quả thật đồ ăn vặt bên trong hắn chưa từng thấy qua hắn thường xuyên đi siêu thị nhỏ đảm bảo siêu thị nhỏ không có bán mã sự thành nói đúng là chưa từng thấy qua cho ta một ít cương ninh đưa cho hắn hai gói mã sự thành vội vàng mở gói đồ ăn vặt. trên bục giảng giáo viên dạy nhạc nói to rõ ràng nàng đang dạy mọi người kỹ thuật phát âm khi các ngươi hát nhất định phải sử dụng kỹ thuật phát âm bằng bụng như vậy âm lượng mới có thể tăng lên các ngươi có nghe thấy sự khác biệt giữa nàng và người khác không tiếp theo ta sẽ dạy các ngươi cách phát âm bằng bụng giáo viên dạy nhạc tuy không xinh đẹp bằng quách nhiễm nhưng cũng coi như là mỹ nhân thành phố cộng thêm giọng nói mạnh mẽ và êm tai của nàng mã sự thành vừa nhìn giáo viên dạy nhạc giảng bài vừa cảm thấy rất ngon miệng sau khi ăn xong đồ ăn vặt hắn vẫn chưa đã thèm muốn hỏi khương ninh xin thêm hai gói nữa nhưng lại cảm thấy quá mặt dày thật sự là quách nhiễm lão sư cho ngươi à mã sự thành vẫn không tin hắn nghĩ chắc chắn là người khác cho khương ninh tặng khương ninh gật đầu sắc mặt bình tĩnh mã sự thành nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh suy nghĩ kỹ một chút, đã tin hơn phân nữa. Hắn còn chưa từng thấy Khương Ninh nói dối. Hắn đột nhiên có chút chán nản, ngay cả đồ ăn vặt cũng không còn thơm nữa. Cảnh lộ đang suy nghĩ viết gì lên tờ giấy nhỏ để gửi đi, bỗng nhiên cảm thấy lưng bị chạm vào. Khương Ninh đưa cho nàng hai gói đồ ăn vặt. Khương Ninh không đưa cho những người khác nữa, dù sao cũng là tấm lòng của quách nhiễm lão sư, hắn sẽ không dễ dàng đưa hết. Sau tiết học thứ hai, Khương Ninh lái xe đưa Tiết Nguyên Đồng về nhà. Bên dưới con đê là cánh đồng, lúa vàng óng ánh, gió nhẹ lướt qua, thân rơm lay động. Tiết Nguyên Đồng ngồi ở ghế sau xe địa hình, hôm nay nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, quần sóc đen lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại. Khương Ninh, bảy ngày nghỉ lễ, ngươi có phải đi đâu không? Đi đâu? Đến chỗ cha mẹ, hoặc về quê. Không cần, cha mẹ ta ở xa lắm. Khương Ninh nói, về quê hay không cũng được, dù sao cũng không có ai. À, Tiết Nguyên Đồng vui vẻ, trước đó nàng còn đang nghĩ, nghỉ lễ dài hạn, Khương Ninh có thể sẽ đi. Nếu Khương Ninh không ở đây, nàng sẽ có chút buồn chán. Tháng gần đây, mỗi ngày ở cùng Khương Ninh, được đưa đón bằng xe, còn có người mua đồ ăn, nàng chưa từng trải qua cuộc sống vui vẻ như vậy. Nghĩ đến đây, Tiết Nguyên Đồng bốc đồng, nghiêm túc nói Khương Ninh, sau này nếu ngươi không có tiền, nhà ta cho ngươi thuê phòng miễn phí không thu tiền thuê bao gồm cả tiền nước địa nga à? bao ồ vậy nếu ta không có tiền chắc chắn sẽ không có cơm ăn ngươi sẽ cho ta cơm ăn sao tiết nguyên đồng khẽ cắn môi nói có miếng cơm của ta ngươi nhất định sẽ có miếng canh tốt vậy sao khương ninh nhận ra sự kiên định của tiết nguyên đồng lúc này bất kể tương lai như thế nào ít nhất lúc này nàng thực sự muốn cho hắn cơm ăn Khương Ninh đột nhiên hỏi, ngươi có phải sợ ta đi không? Cơ thể tiết nguyên đồng rung lên, suýt nửa ngã xuống, may mà Khương Ninh lái xe rất ổn định, nàng hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Khương Ninh. Nàng ý thức được mình đang nắm lấy Khương Ninh, lại vội vàng buông tay ra, dường như vội vàng phủ nhận mối quan hệ với Khương Ninh. Ai sợ? Hừ, ngươi đi thì đi, dù sao nhà ta cũng rất dễ thuê, ta cũng không phải vì hai trăm tệ mà giữ ngươi lại đâu ngươi mỗi tối về muộn như vậy làm người ta ngủ không yên nhà khách chắc chắn sẽ không cho ngươi thuê phòng chỉ có ta là người tốt bụng mới có thể khoan dung với ngươi nàng dọa khương ninh ừ ngươi nói có lý khương ninh đồng ý biết là tốt rồi người tốt bụng như ta không còn nhiều đâu tiết nguyên đồng thầm nghĩ ngươi mà dám chạy trốn ta sẽ không dạy thêm cho ngươi nữa trong nháy mắt nàng không đồng ý ăn nhiều cơm của khương ninh như vậy vẫn phải bù đắp lại nhiều nhất là từ việc dạy thêm cho hắn đến trình độ đại học 985, hạ xuống còn đại học 211. Phương Ninh không rõ lắm loại ngọc liêu nào hiện nay có thể đáp ứng yêu cầu, vì vậy hắn cần thử nghiệm nhiều lần tại chỗ. Tất nhiên, đến đây đổi vàng với Thiệu Song Song cũng là một cách thuận tiện để hỏi thăm. Ngọc Liêu thì có, nhưng chủng loại không nhiều lắm. Dù sao nơi này của nàng cũng không phải là cửa hàng ngọc, chỉ là một cửa hàng cầm đồ hoạt động như trung gian thương mại. Trong cửa hàng thứ được dự trữ nhiều nhất là đồng hồ vàng đồ trang sức còn về đồ cổ thiệu song song không dám kinh doanh vì nhãn lực của nàng không đủ rất dễ nhìn nhầm hơn nữa tài chính cũng không đủ để ta tìm cho ngươi xem thiệu song song lục lọi dưới quầy lấy ra một chiếc rương đặt lên bàn sau đó mở rương ra bên trong lót lụa trắng bày từng khối ngọc liêu với màu sắc và kích thước khác nhau đây là tất cả ngọc liêu trong cửa hàng còn có một số đồ trang sức bằng ngọc ngươi muốn xem không? Xem trước chất liệu, cho ta một đôi găng tay. Khương Ninh nói. Thiệu song song cười cười, không cần chú ý nhiều như vậy, ngươi cứ trực tiếp dùng tay sờ đi. Khương Ninh chạm vào từng viên ngọc liêu, lần lượt cảm ứng, cuối cùng chọn ra hai khối ngọc liêu màu xanh nhạt cỡ quả trứng gà. Chất liệu của hai khối ngọc này có thể khắc ấn linh trận. Bao nhiêu tiền? Không đáng tiền, ngươi cứ lấy đi. Thiệu song song nói ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy cho 800 là được, chất liệu này không đáng tiền. Hai món hàng cương Ninh chọn thực ra có giá trị hơn 1 ngàn, nhưng nhớ tới việc hắn đã đến đây hai lần, thiệu song song bớt cho hắn một chút. Được. cương Ninh nhận lấy. Ban đầu hắn chỉ thuận miệng hỏi thăm, không ngờ thiệu song song ở đây thật sự có ngọc liêu. Đúng là làm nghề cầm đồ, thứ gì kỳ lạ cổ quái cũng có. Sau khi mua ngọc liêu, khương ninh lại lấy ra hai thỏi vàng chuyển khoản trực tiếp đi trước đó khương ninh thường nhận tiền mặt nhưng sau đó vì mua trầm hồn hương hắn còn phải cố ý đến ngân hàng tiết kiệm để gửi tiền khá phiền phức bây giờ giao dịch đã quen thuộc cộng thêm việc hắn đã khóa thiệu song song là mục tiêu có thể thả lỏng cảnh giác một chút thẻ ngân hàng của hắn sử dụng thông tin của cha mẹ nhưng số điện thoại liên kết lại là số hắn đang sử dụng tin nhắn nhắc nhở cũng được gửi đến số điện thoại di động này vì vậy cha mẹ hắn không biết số dư còn lại trong thẻ. Thiệu song song chuyển tiền xong. Điện thoại của Khương Ninh nhận được tin nhắn nhắc nhở 17 vạn đã được chuyển vào tài khoản. Số dư vốn bị rút giảm vì mua trầm hồn hương lại một lần nữa đầy lên, đạt hơn 20 vạn. Số tiền này đủ để hắn trả tiền đặt cọc mua nhà ở An Thành. Sau khi giao dịch kết thúc, Thiệu song song do dự một chút, chủ động hỏi sao ngươi biết ta gần đây bị rụng tóc. Thực ra, loại chuyện riêng tư này, nàng cũng không nói với ai nhưng lần trước quả thực quá kỳ lạ khương ninh trước khi đi thế mà lại nhìn ra nàng bị rụng tóc còn nhắc nhở nàng một câu mấy ngày nay mỗi khi thiệu song song đi gội đầu nàng đều nhớ tới lời khương ninh nói bệnh nhân vốn là như vậy luôn cố gắng nắm bắt mọi hy vọng đối với từng manh mối nhỏ nhặt đều suy đoán nhiều lần để gia tăng hy vọng khỏi bệnh từ tình trạng của ngươi ta đoán ra biểu tỷ của ta cũng giống hệt ngươi khương ninh bịa ra một lý do nhưng thiệu song song nghe xong lại không chú ý đến việc hắn đoán ra như thế nào mà tập trung vào biểu tỷ của hắn biểu tỷ ngươi bị rụng tóc nàng hỏi đúng vậy trong mắt thiệu song song khương ninh lập tức trở nên giàu kinh nghiệm biểu tỷ ngươi sau đó thì sao nàng tiếp tục dò hỏi đôi khi bệnh nhân không tin bác sĩ ngược lại càng tin tưởng những tiền bối có cùng triệu chứng với họ muốn từ trạng thái hiện tại của họ đánh giá xem sau này mình sẽ ra sao khương ninh nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ sau đó hả nàng bị hói trái tim thiệu song song thắt lại cảm xúc dao động nàng cố gắng duy trì nụ cười ngươi đừng lừa ta khương ninh đương nhiên là đang lừa nàng hắn tiếp tục bổ sung nàng thật sự bị hói ngươi có thể tưởng tượng một người phụ nữ bị hói đầu không thiệu song song có thể tưởng tượng nhưng nàng không dám nghĩ nàng còn chưa kết hôn nếu như còn trẻ mà đã hói đầu Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Vài ngày trước, vào đêm Trung thu, cả nhà nàng tụ tập cùng nhau ăn Tết. Em họ năm nay 24 tuổi, làm việc ở cơ quan nhà nước, tiền đồ tốt đẹp, nhà ở Vũ Châu, điều kiện không tệ, thanh niên tài tuấn như vậy vốn không thiếu đối tượng. Nhưng bi kịch là, mới 24 tuổi mà đã hói đầu, tóc thưa thớt. Nếu hói toàn bộ còn đỡ, đằng này chỉ hói mỗi đỉnh đầu, trở thành kiểu tóc địa trung hải, tiêu chuẩn vì hói đầu, những cô gái vốn vui vẻ nhận lời đi xe mắt, sau khi nhìn thấy kiểu tóc của ngươi, đều cho rằng không phù hợp. Nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của em họ khiến thiệu song song vô cùng đồng cảm. Có tấm gương của người cùng lứa, vừa nghĩ tới việc mình đang trên con đường hói đầu, nàng lại càng thêm lo lắng bất an. Hói đầu khoảng 1, 2 năm, biểu tỷ ta đã dùng một loại thuốc, thuốc đông y, ngươi có biết về thuốc đông y không? Sau khi dùng thuốc đông y, tóc nàng lại mọc ra cương ninh lừa nàng thuốc đông y bất kể lúc nào đều mang theo một loại hiệu quả thần bí thường thường sẽ nghe nói có người bị bệnh đi đến mấy bệnh viện nổi tiếng tốn rất nhiều tiền mà không khỏi cuối cùng tìm đến một lão trung y nổi tiếng nào đó tốn mấy chục mấy trăm kê một đơn thuốc rất nhanh khỏi bệnh loại chuyện này ngay bên cạnh cương ninh cũng đã từng nghe nói mấy lần cũng không thể hoàn toàn phủ nhận trung y có một số trung y thực sự rất lợi hại Đương nhiên lang băm cũng rất nhiều, danh tiếng của Trung Y phần lớn là bị những kẻ lang băm đó làm hỏng. Phản ứng đầu tiên của Thiệu song song là không tin lắm, nghe quá giả tạo. Em họ nàng thậm chí còn cân nhắc đến việc đi cấy tóc, chỉ là giá cả đắt đỏ, tùy thuộc vào số lượng tóc rụng, có thể mất mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.